mọi người, lại là mình Linh Trang đây. Hôm nay do thấy thời tiết khá là đẹp nên mình đã quyết định là ra ngoài và thay đổi không gian làm việc. Và người bạn đồng hành cùng với mình ngày hôm nay đấy chính là chiếc LG Ram Style 2023. LG Ram là một dòng máy vừa bền, vừa gọn nhẹ, đâu đó khoảng 1kg thôi, mà pin cũng cực kỳ trâu nên việc mang theo ra ngoài sẽ rất là tiện. Mình có thể thoải mái đi lại mà không hề cảm thấy nặng hay là vướng víu. Chiếc máy của mình là LG Ram Style 14 phiên bản 2023 và điểm cực kỳ ấn tượng và hút mắt chính là thiết kế vỏ ngọc trai có thể đổi màu khi có ánh sáng chiếu vào hoặc thay đổi góc nhìn. Bàn di chuột được ẩn đi và khi chạm tay vào sẽ hiện lên hai viền sáng, mang lại cho mình cảm giác vừa high tech mà lại vừa độc lạ. Ngoại hình nổi bật đến mức đã có bạn nhân viên ở quán hỏi mình về chiếc máy này vì thấy em nó quá là đẹp. Build máy được hoàn thiện từ nano carbon magie và còn đạt độ bền chuẩn quân đội Mỹ nữa, nên sẽ rất phù hợp với những người hay bị va đập và không quá cẩn thận như mình. Việc máy tích hợp chế độ Face ID mở khóa bằng camera giúp có thể đăng nhập và sử dụng máy ngay lập tức sẽ tiện hơn nhiều so với việc nhập pass hoặc mở khóa vân tay. Dù không gian làm việc của mình khá là sáng, nắng chiếu trực tiếp vào luôn, nhưng khả năng hiển thị của máy vẫn rất là tốt, hình ảnh cực kỳ đẹp, màu sắc rất là chân thực. Với tần số quét 90Hz, mình có thể cảm nhận được độ mượt rõ rệt khi mà những con laptop văn phòng thông thường với tần số quét chỉ khoảng 60Hz thôi. Và điểm cộng lớn nhất chính là mình có thể làm được mọi thứ với thời lượng pin rất là lâu mà LG Ram mang lại. Nếu như ngày trước laptop chỉ cần khỏe một chút này, bền hay giá rẻ là đã có nhiều người chọn mua rồi. Nhưng ngày nay nhu cầu của người dùng ngày càng tăng lên, kéo theo đấy là sự phát triển của công nghệ. Chính vì vậy mà cái trải nghiệm sử dụng mới là điều mà nhiều người hướng tới ngày nay. Mình nghĩ rằng laptop không chỉ đơn thuần là một công cụ mà nó còn là một người bạn đồng hành cùng mình san sẻ công việc, hay là một món phụ kiện giúp nói lên cái tôi cá nhân. Chính vì vậy mà mình đã lựa chọn chiếc LG Ram Style với thiết kế cực kỳ là trendy, cấu hình khỏe, màn đẹp, độ bền cao cùng với thời lượng pin rất là trâu, là người bạn đồng hành với mình trong công việc và giải trí hàng ngày. Trên đây là một ngày trải nghiệm của mình cùng với chiếc LG Ram Style 2023. Các bạn cảm thấy con máy này như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ, Linh Trang xin chào và hẹn gặp lại. Bye!